Điểm đến của cà phê thế giới đang diễn ra tại quảng trường. Tối mùng 10 tháng 3 tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 đã chính thức khai mạc. Tới dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, đại diện các bộ ban ngành trung ương và địa phương, đông đảo người dân thành phố Buôn Ma Thuột, du khách và bạn bè quốc tế. Với chủ đề Buôn Ma Thuột điểm đến của cà phê thế giới, lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 nhằm mục đích giới thiệu, tôn vinh, quảng bá những hình ảnh, giá trị di sản về văn hóa cà phê, con người, không gian văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk nói riêng và Tây Nguyên nói chung, đồng thời xây dựng hình ảnh giàu bản sắc, năng động, thân thiện, lịch sự mến khách về tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội cũng góp phần nâng tầm các tiềm năng, thế mạnh về du lịch, từ đó thu hút sự quan tâm tham gia của các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức liên quan đến cà phê trong nước cũng như quốc tế cùng hội tụ tại thành phố Buôn Ma Thuột. Lễ hội sẽ diễn ra trong vòng 5 ngày, từ ngày 10 tháng 3 năm 2023 đến ngày 14 tháng 3 năm 2023. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nhấn mạnh, Buôn Ma Thuột là thành phố chiến lược của vùng Tây Nguyên, hội tụ các yếu tố về cảnh quan thiên nhiên, giá trị lịch sử, giàu bản sắc văn hóa, được nhà nước quan tâm với nhiều chính sách đầu tư phát triển, hướng tới mục tiêu trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên và là thành phố cà phê của thế giới. Đây vừa là cơ hội và cũng là điều kiện thuận lợi mà Đảng, Nhà nước dành cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột và tỉnh Đắk Lắk. Đồng chí Trần Lưu Quang mong muốn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục nỗ lực hơn nữa, tăng cường đổi mới, phát huy tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, khắc phục khó khăn, tận dụng các tiềm năng, lợi thế và cơ hội để phát triển mạnh mẽ, xứng đáng là đầu tàu kinh tế của khu vực Tây Nguyên. Sau phần nghi thức, lễ khai mạc lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 đã diễn ra chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc với đông đảo diễn viên chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp, các nghệ sĩ, nghệ nhân tham gia biểu diễn. Đặc biệt là sự góp mặt của đại sứ truyền thông lễ hội Hờ Hen Niê, Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam năm 2017, top 5 Hoa hậu Hoàn Vũ Thế giới năm 2018. Để đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối cho hoạt động của buổi lễ khai mạc, lực lượng công an tỉnh đã tổ chức các biện pháp phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, chú ý phòng ngừa cháy nổ. Bên cạnh đó, các đơn vị đã chủ động phòng ngừa, sớm phát hiện, ngăn chặn xử lý các hệ loại đối tượng lợi dụng lễ khai mạc để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát, phân luồng đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường.